Chào quý vị đồng tu Chào mọi người Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ sáu Bắt đầu xem ngược từ hàng thứ ba Phục thứ Long Dương Nhược ly thâu đạo tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp hà đẳng di thập nhất giả tư tài doanh tích dương tặc thủy hỏa cập phi ái tử bất đăng tán diệt nhị đa nhân ái niệm tam nhân bất khi phụ tứ thập phương tán mỹ ngũ bất ưu tổn hại Lục thiện danh lưu bố Thất xứ chúng vô úy Bác tài mạng sắc lực An lạc biện tài Cụ túc vô khuyết Cửu thường hoài thí ý Thập mạng chung sanh thiên Thì vi thập những năng hồi hướng A nậu đa la ta miệu tam bồ đề giả Hậu thành Phật thời Đắc chứng thanh tịnh Đại bồ đề trí đây là một đoạn đoạn này là thế tôn vì chúng ta khai thị mười loại quả báo thù thắng của không trộm cắp điều thứ nhất là giàu có tư tài doanh tích Dương tạc thủy hỏa Cập phi ái tử Đây là trong kinh Phật thường nói Tiền tài là của năm nhà Bạn sẽ không gặp cái nạn này Dương Là trước đây Vào thời xưa Nếu như phạm tội rồi Thì gia sản của bạn Sẽ bị nhà nước tịch thu Là tịch biên Nhà nước tịch thu Tặc là trộm cướp Thủy hỏa là dễ hiểu rồi Là bị nước cuốn trôi Lửa thiêu Phi ái tử là con phá hoại Cho nên đây là của chung của năm nhà Bạn có thể tránh được cái tai nạn này Giàu có là Tất cả Mọi chúng sanh Có thể nói là Hằng luôn mong cầu Người không thích giàu có Rất ít Đó là người đích thực có đạo An bần lạc đạo Loại người này là rất ít Bạn thấy Người tuyệt đại đa số Đều đang theo đuổi giàu có Giàu có có thể theo đuổi được hay không? Nếu như nói Chúng ta có năng lực theo đuổi được giàu có Thì giáo huấn của Thánh Hiền Có thể dứt bỏ rồi Bạn có thể lật đổ được định luật của nhân quả Ở trong Kinh giáo Phật nói với chúng ta Pháp Thế Xuân Thế gian Đều không ra khỏi định luật nhân quả pháp thế gian như vậy pháp xuất thế gian cũng là như vậy thành lương chia kinh hoa nghiêm thành ngũ chu nhân quả trí giả chia kinh pháp hoa thành nhất thừa nhân quả phật pháp không thể lìa nhân quả cái đạo lý này chúng ta cần phải nên hiểu rõ gieo nhân, nhân thiện nhất định được quả thiện nhân bất thiện mà muốn cầu được quả thiện là không có cái đạo lý này giáo dục của thánh hiền nhân tổng kết lại họ dạy chúng ta điều gì vậy chẳng qua là vậy chúng ta có năng lực biện biệt tà chánh Thị phi đây là nhân giúp chúng ta nhận thức kiết hung hòa phước kiết hung hòa phước là quả cái gì là tà cái gì là chánh phàm là tương ứng với tai họa quả báo là tai họa quả báo là hôn đây chính là tà đây chính là phi nếu như quả báo là kiết tường là phúc đây chính là thị đây chính là chánh tiêu chuẩn định nghĩa của kiết khung hòa phúc nhất định phải xem từ trên quả báo nhưng quả báo nhà phật nói rất nhiều cũng nói rất rộng nói rất sâu quả báo thông ba đời hiện tại được phước báo tương lai không có phước cái phước báo này là giả không phải thật Chúng ta hãy xem xem xã hội hiện nay Có rất nhiều người Lúc còn trẻ thì phát đạt Thật sự là tư tài doanh tích Tài sản ức dạng Kinh doanh 10 năm 20 năm Nghe nói công ty của họ dở nợ Thiếu nợ sụp đổ Phá sản rồi Đây là điều mà trong xã hội hiện nay Chúng ta nhìn thấy rất nhiều Cái phát đạt đó của họ Sự giàu có đó của họ Không phải thật Và thật mà nói Là bày ra trước mắt cho bạn xem Mấy ngày mà thôi Thời gian không dài Nếu như sự giàu có này của họ Có thể kéo dài Đến đời con cháu của họ Đời đời Đều có thể duy trì Đây là thật không phải giả Cổ nhân Trung Quốc chúng ta gọi là Giàu không quá ba đời Ý nghĩa của câu nói này thật là sâu xa Ba đời là suy là bại rồi Vì đâu phải là thật Đây không phải thật Ba đời còn không phải thật bản thân ở ngay trong đời này còn giữ không sống có thể thấy được là càng hư huyễn trong phật pháp nói phước báo đời này có phước đời sau có phước đời sau nữa có phước đời, đời đời kiếp kiếp đều có phước người hiện nay nhãn quan nông cạn chỉ thấy trước mắt Đây là không có trí tuệ Đây là ngu si Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Không phải không có đạo lý Nếu như không có đạo lý Nó làm sao có thể kéo dài mấy ngàn năm được Trong mấy ngàn năm này Đều không có một người thông minh sao không có người có thể đem giáo huấn của cổ nhân dạch trần lần đổ đến thời này của bạn bạn thông minh bạn có thể đem nó phủ định hết à chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều trong giáo huấn của cổ nhân chắc chắn không xen tạp sự lợi hại của cá nhân họ với chúng ta không quen biết họ không mong cầu chúng ta bất kỳ một chút báo đáp nào. Không những họ không mong cầu cúng dường về vật chất, hậu thế chúng ta đối với họ lại kính tháng tháng họ, họ cũng không mong cầu. Thật sự đạt đến vô sở cầu. Vô sở cầu, lời nói đó là lời chân thật. Phạm là có sở cầu, có điều kiện Thì lời nói này chưa chắc là thật Vô điều kiện, vô sở cầu Là chư Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền Đối với tất cả chúng sanh chỉ có một thái độ như vậy Cho nên chúng ta phải nhận thức được Người nào là thiện tri thức, người nào là người tốt Người nào là người xấu Phải có năng lực biện biệt Cho nên họ nhìn sự việc Nhìn rất thấu triệt Đối với lý luận nhân quả Sự thật về nhân quả Sự chuyển biến của nhân quả Sự tương tục của nhân quả Sự tuần hoàn của nhân quả Các ngài thấy quá rõ ràng Quá sáng tỏ rồi cho nên hướng dẫn chúng ta một tổng nguyên tắc: dân nhân, nhân thiện nhất định được quả thiện; nhân bất thiện chắc chắn gặp quả báo bất thiện. Thánh nhân, sở dĩ trở thành thánh nhân; hiền nhân, sở dĩ thành hiền nhân, đều không ra khỏi đạo lý này. giàu có từ đâu mà ra vậy do bố thí tài mà có bố thí tài là nhân giàu có là quả báo quả báo tốt hay không rất khó nói tôi trước đây giảng kinh cũng thường nói bạn đời này được giàu có là bạn trong đời quá khứ tu nhân thiện bạn ngày nay được quả báo quả báo hiện tiền rồi là phước hay quả rất khó nói vấn đề là bạn có trí tuệ hay không dùng tiền là trí tuệ nếu như bạn không có trí tuệ tiền của bạn dùng không đúng chỗ là tạo tội nghiệp thế là biến thành họa là không phải phước có mấy người biết dùng từ đó cho thấy thật sự biết dùng tiền là phải dựa vào trí tuệ lớn trí tuệ lớn nhất là từ trong giáo dục mà ra quy kết đến cuối cùng là vấn đề giáo dục mấu chốt của kiếp hung hỏa phước là ở giáo dục Người có trí tuệ tự nhiên Có thể Sẽ hướng đến cái tốt Liệt cái xấu Mà cách thức hướng về kiếm tránh hung Nhất định lại là Ở đoạn ác tu thiện Bằng nhân quả mới tương ưng Thêm phá mê khai ngộ thì thật sự có thể xa lìa hung tai Hướng về kiết tường Đây là giáo huấn của Thánh Hiền Phía dưới nói Dương tạc thủy hỏa gặp bại gia tử Những điều này đều là do mình quá khứ Đời nay kết duyên bất thiện với tất cả chúng sanh tạo thành từ đó cho thấy chúng ta sống trên thế gian xử sự, sự đối nhân tiếp vật ngôn hạnh cử chỉ của chúng ta không thể không cẩn thận bồ tát tuyệt đối sẽ không đi kết quán với một chúng sanh nào Kết quán vậy sao? Nhất định gặp phải quan quan tương báo. Năm nhà này là quan quan tương báo. Bạn kết duyên tốt với người, thì sẽ không có cái sự việc này. Cho nên giàu có, phước báo thật sự là của cải đem ra hưởng chung với đại chúng xã hội đây là phước báo đích thực chứ không phải để một người hưởng riêng bạn phát tài rồi Người khác tán thán, Người khác hoan hỷ Tại sao vậy? Họ thơm lây Bạn biết chia sẻ Trung Quốc thời cổ đại Thật có trí tuệ Người biết dùng tiền Là Phạm Nặc Là một đại phu Của Ngô Dương Phù Sai Câu tiễn sau khi phục quốc rồi Ông liền bỏ đi Ông đi buôn Làm thương mại đi kinh doanh Không có mấy năm Ông phát đạt rồi Phát tài to rồi Sau khi phát tài Ông chia sẻ bố thí khắp nơi Đem tiền thảy đều bố thí hết cả Bắt đầu buôn bán nhỏ trở lại Qua mấy năm lại phát nữa Trong bạn có mà Trong bạn có thì có bỏ cũng không được sau khi phát rồi bố thí, thí tiếp Nhiều Sài lần Sài phát Sài nhiều Sài lần Sài bố Sài. thí Cho nên trên Trung Quốc đại lục Cúng thần tài là cúng phạm nặc Ở Đài Loan cúng thần tài là cúng quan công Tôi không biết cái này là từ đâu mà có Cúng phạm nặc có đạo lý Ông là một nhân vật điển hình về tu tích của cải của chúng ta. Thật sự là Người giàu có mẫu mực Biết giúp đỡ Cứu tế chúng sanh khổ nạn Cho nên Tài bạn chỉ cần chịu bố thí Thì bố thí không hết Càng bố thí càng có nhiều Mấy năm nay Đông Nam Á bị cơn bão tài chính Kinh tế suy thoái khắp nơi Tại sao cư sĩ Lâm không suy thoái vậy? Thu nhập của cư sĩ Lâm Mỗi tháng đều tăng trưởng Là nguyên nhân gì? Bố thí tài Cư sĩ Lâm không tích chứa tài sản Bố thí tài Các bạn hãy quan sát tỉ mỉ Nhà Phật nói ba loại bố thí Bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô úy hàng ngày làm Tích cực làm Cho nên các vị nhìn thấy Cư sĩ Lâm Tiền của liên tục không dứt Bố thí pháp từ trên xuống dưới bạn quan sát tỉ mỉ ai nấy đều có trí tuệ khỏe mạnh trường thọ quả báo chúng ta đều nhìn thấy cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này chúng ta nhìn thấy đang tư lý Lý Kim Hữu ở Malaysia. Ông làm rất đúng pháp. Ông là xí nghiệp tư nhân. Chúng tôi đến cổ tấn thăm ông. Cả dùng núi hoang này, ông đã mua rồi. Rất nhiều người đều nói cái quyết định này của anh sẽ lỗ. Anh sẽ không có tiền đồ. Ông kinh doanh 6 năm. 6 năm không kiếm được một xu đều thua lỗ cái núi này không có khai trương được sáu năm kinh doanh mười bảy thôn trang gần đó người trong mười mấy thôn trang này đều là đi săn bắt săn bắt không phải là việc tốt dụng cụ săn bắt của ông thầy đều thu mua lại hết Đem họ những người này Thấy đều mời lên núi Phân phối công việc cho họ Làm nhân viên của công ty ông Đãi ngộ với họ rất tốt Họ có thể nuôi gia đình Không săn bắt nữa Phần trước chúng ta nói không sát sanh Người ở trong khu vực này Không sát sanh nữa Không những không sát sanh Còn ăn trường chay Nhân viên trên núi hơn 300 người Ăn trường chai quanh năm Ông nói mới đầu Những người này không có quen Ăn chai không quen Sau nửa năm Là họ rất thích rồi Tại sao vậy? Đã thay đổi rồi Nếp nhăn trên mặt không còn nữa Mọi người ở đây rất mừng Cho nên hiện nay Rất thích ăn trường chai Và tự nghĩ xem Mười mấy cái thôn trang này Ông bố thí nhiều người như vậy Nhiều người như vậy cảm kích ông Cảm ơn ông Đều làm hộ pháp của ông Cho nên cái sơn trang này của ông Vô cùng an toàn Không có người xấu bước vào Những thông trang này đều bảo vệ ông Cho nên một người có phước Thì người trong cả khu vực đều có phước Đều hưởng thụ Đây là làm đúng dứt khoát không phải vì một nhà vì một đoàn thể nhỏ của bạn là không đúng đối với cả xã hội đối với tất cả chúng sanh toàn tâm toàn lực dân hiến phước báo về sau của ông là bất khả tư nghị đây là xuất phát từ nội tâm của ông Ông làm thấu tình đạt lý Làm được vô cùng hoan hỷ Người cần phải Có tâm đại bồ đề Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Nhưng nếu như có mảy may tâm muốn chiếm phần hơn của chúng sanh thì liệt phạm vào giới trộm cắp trộm cắp gọi là không cho mà lấy ngày nay chúng ta ở singapore đoàn kết các tôn giáo khác nhau chủng tộc khác nhau được người trên toàn thế giới tán tháng chúng ta có phải gì mong cầu những lời tán thán này mà làm hay không không phải bằng tán thán cũng tốt bằng phỉ bán cũng tốt chẳng liên quan đến ta ta cân nhắc tỉ mỉ cái sự việc này có nên làm hay không tiêu chuẩn của cân nhắc là ổn định hòa bình phồn dính hạnh phúc đối với xã hội đối với thế giới này có tương ưng với mấy điều kiện này hay không nếu như tương ứng thì phải nên làm không tương ứng chúng ta dứt khoát không được phép làm có một cái tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta ngày nay nhìn thấy thế giới sắp gặp tai nạn lớn dấu hiệu của loại tai nạn này toàn thế giới người có trí tuệ nhà chính trị nhà khoa học trong các ngành các nghề đều có thể cảm giác thấy rất sâu sắc không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này tôi đã nghĩ rất nhiều nguyên nhân do đâu vậy nguyên nhân là giáo dục thất bại hoàn toàn giáo dục thánh hiền mất hết rồi trung quốc đem giáo dục thánh hiền bỏ hết rồi phương tây đem giáo dục tôn giáo bỏ hết rồi không còn tin lời trong kinh thánh nữa tuyên bố thượng đế đã chết rồi chỉ có nguy không chứ cho nên cái thế gian này có tai nạn giáo dục gia đình không còn được giáo dục nhà trường không còn được giáo dục xã hội cũng không còn giáo dục tôn giáo cũng phá sản rồi vậy phải làm sao chúng ta ngày nay liên hiệp tôn giáo đoàn kết tất cả tôn giáo ta giúp đỡ họ nhắc nhở họ Chúng ta nhất định phải coi trọng giáo dục tôn giáo. Không nên cứ ở trên nghi thức tôn giáo mà làm. Có nghi thức mà không có giáo dục thì người ta nói chúng ta là mê tín. Cần phải khôi phục giáo dục tôn giáo để đoàn kết chủng tộc, bù đắp giáo dục thánh hiệu. Đại chúng đã quên hết nó rồi Hãy từ chỗ này mà khôi phục Mà nhắc chở Chỉ có thật sự khôi phục giáo dục thánh hiền Thì cái thế gian này Tai nạn mới có thể tránh khỏi Tâm lượng nhất định phải lớn Không nên chỉ vì bản thân Chúng ta ngày nay giúp đỡ những tôn giáo khác Giúp đỡ những chủng tộc khác Giúp đỡ những quốc gia khác cái tâm này lập tức liền không vui rồi cái thế gian này của chúng ta phải cùng đến chỗ chết cuối cùng là hủy diệt tại sao vậy bạn chỉ quan tâm bản thân không quan tâm người khác toàn thế giới những nơi khác đều hủy diệt cả chỗ của bạn đây muốn giữ vững được sao cái thế giới này giống như cơ thể của chúng ta vậy chúng ta đây là phần đầu nếu như toàn thân đều thối rữa hết cái đầu này của bạn có thể sống được không phật nói với chúng ta tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh là một pháp thân cho nên kinh điển thường nói tâm bao thái hư lượng chu sa giới đạo lý là ở chỗ này chúng ta dứt khoát không nên chỉ quan tâm bản thân phải quan tâm đến cả đại cục đại cục là toàn thế giới khởi tâm đồng niệm hãy nghĩ gì toàn thế giới cả thế giới hòa bình xã hội ổn định thì mọi người chúng ta đều được phước ở nơi nào có tai nạn cũng đều liên quan mật thiết với chúng ta chúng ta muốn trốn tránh không phải là việc dễ dàng bất kể là nói trên lý luận hay trên hiện thực đều không thể được cho nên ngày nay toàn thế giới là một thể phải có tầm nhìn vĩ mô phải có trí tuệ chân thật tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây a di đà phật